Nhật Ký Học Tập ngày 17 tháng 6 năm 2016, học về văn hóa đi, văn hóa ăn và văn hóa uống. Văn hóa đi, đây là nét văn hóa đầu tiên, đi là thể hiện tính cách của con người, bước đi vững vàng, thong thả, tự nhiên, khoan thai, mắt nhìn thẳng, bước chân vững chắc, đầu ngẩng cao, chân bước vừa phải, tay đôi nhẹ nhàng theo chân bước. Đấy, tay phải đôi nhẹ nhàng theo chân bước. Văn hóa ăn thì trước khi ăn phải chào mời mọi người, không lấy đũa mà đem khuấy vào bát ăn, hoặc là lấy đĩa thức ăn. Là cái học tập văn hóa đi, văn hóa ăn và văn hóa uống. Đầu tiên, văn hóa đi, đây là thể hiện tính nết của con người. Bước đi đúng là bước đi vững vàng, thong thả, tự nhiên, khoan thai, mắt nhìn thẳng, bước chân vững chắc, đầu ngẩng cao, chân bước vừa phải và tay đôi nhẹ nhàng theo chân bước. Văn hóa ăn, đây là nét văn hóa thứ hai mà cũng rất quan trọng. Trước khi ăn thì phải chào mời mọi người, không nghe, trong khi ăn thì không nên lấy đũa mà nên khuấy vào bát ăn hoặc là đĩa thức ăn, không có bát đĩa, không dùng thìa chung để hút nước ăn. Khi múc thì phải lấy thìa muôi, không cầm cả bát để sang sang bát của mình. Muốn chan canh thì phải bỏ đũa xuống, không nên vừa cầm đũa vừa cầm thìa để chan canh. Không nói chuyện, đùa giỡn khi đang ăn, đang sới và đang hút nước canh, vân vân. Và đỡ bát thì phải đỡ bằng hai tay. Sau khi ăn xong thì phải dùng giấy ăn, khăn tay để lau miệng. Năm còn một đặc biệt nữa là trước khi ăn ấy, thì năm lau bát khi phát hiện bát bẩn, còn phải xoa lại đũa, mời mọi người mọi người từ chống ăn. Về văn hóa uống, nhiều người uống rượu thì cố uống thật nhiều để chứng tỏ bản lĩnh, nhưng mà uống rượu uống ít là hay, là tốt với sức khỏe, nhưng nếu uống nhiều thì nó sẽ không tốt. Ông cha ta thời xưa đã nói có câu như là nam vô tưởng như cờ vô phân, để cho mức độ tuyệt vời và sự khốn khổ của rượu. Rượu sẽ tốt nếu như chúng ta uống ít. Hải thượng lãng ông có câu rượu rất ôn, nếu tẩm thuốc uống ít thì sẽ thông khí huyết, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu uống nhiều thì chén thứ nhất là con nai ngoài đồng cỏ, chén thứ hai là vị anh hùng, và chén thứ ba sẽ là con lợn. Chính vì vậy uống rượu sẽ được chia làm ba loại: tiên rượu, tâm rượu và cầu rượu. Khi mà một người tham gia tiệc rượu mà nếu bạn quan sát người đấy hay toát miệng ra hết cỡ, hay người ta gọi là những người phụ bò ấy, thì nói đâu quên đấy, đột để ngoài da, không giữ được điều bí mật, thì chúng ta không nên cho tham gia vào tiệc rượu, đặc biệt là cái người đó, hoặc là tham gia nhưng mà nhớ phải dặn uống ít, bởi vì nếu uống nhiều thì sẽ tiết ra lộ những điều bí mật, những điều cơ mật của quốc gia, của công ty, của tổ chức. Mà mình khuyên những người mà hay những người mà người ta thường gọi là người phố bò đấy, thì không nên bố trí để làm những việc cơ mật, đó là điều cần thiết.